Dân xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Hôm nay thì mình cũng tiếp tục nói về cái câu chuyện con Vi nữa ha cô chú ha. Con Vi này bó tay cô chú ơi, bó tay hết chiêu trò này tới chiêu trò khác. Hôm nay tung cái chiêu có gạch rồi, có bầu hai gạch rồi. À, thấy ghê không? Thấy ghê, thấy gớm không cô chú? Đó, ai nói nó khờ đi, đó Mạnh Thường Quân hứa đi, hứa nó có bầu lo cho nó đó cô chú, cho lo cho nó hết á, cho nên đó ha. Là nó để có bầu à, mà có bầu thật hay không có thật thì để từ từ đi cô chú, mình đừng có vội phán xét, tại vì con Vi này mình không có tin tưởng nó được thật sự luôn á. Con Vi này ghét là nhìn nó giống quỷ quỷ dương hiện hình cô chú, thật á, mê trai bỏ con à, mà không có đủ tư cách gì chơi gì đó mà phái xuất hiện lên trên cộng đồng mạng à, rồi bây giờ tính đem thằng Phi về hả, để hả, cho thằng Khôi ha, cho thằng Khôi nó có chuyện nữa nè, nó thật đem về đi để hại thằng Khôi nữa. Cái gì cái cô chú, cái chuyện thằng Khôi có những lúc á nó đối xử với con Vi như vậy thì con thấy nó cũng sai, nhưng mà nếu mà cho thằng Phi vào nhà thì là con nói cô chú ha, là bại hoại võ lâm thiệt à, là banh cái nhà luôn đó con nói thiệt. Cho nên tốt nhất là mình ngăn cản cái hành động có ý định đưa thằng Phi về nhà cô chú à, còn cái chuyện nào ra chuyện đấy. Đối với người ta là người ta xấu hổ không cô chú, còn đối với con này nó không biết xấu hổ là gì, nó chơi chơi đi cô chú, nó chơi chơi cái mặt lên mỗi ngày đầu cái nó làm vậy đó cô chú coi đó. Bây giờ hay nó tính hay là ăn dạ cái mạng cộng đồng này nè cô chú đó, giờ là nó lên nó mồi chài nó kiếm ăn trên cái cộng đồng này đó, thì con của nó đẻ ra đó, đó có phải là con của cái cộng đồng này nữa không cô chú, bắt đầu đã tiếp tục nó mồi chài đó. Đó bây giờ lên nói mé mé đó, có Mạnh Thường Quân gọi về lo lắng cho nó hết, nếu mà nó đẻ con nó có bầu đó. Đó chắc nó nghĩ là con nó là đẻ ra là con của cộng đồng thì cộng đồng mạng này phải có cái trách nhiệm lo lo cho con đó, đó nghe cô chú nha. Một con đàn bà gì tệ chưa từng thấy cô chú, cô chú thấy không đó. Không nấu cơm được, không chăm con được, đẻ con không nuôi đứa nào được, nhà cửa thì không sạch sẽ. Mà con nói với cô chú ha, ai mà hung dữ bằng nó con thua đó, nó hơn người ta chỗ đó, ai mất dạy hơn hơn nó con cũng thua luôn đó, nó hỗn như quỷ vậy đó cô chú đó. Mà hở hở cái nghe hơi tiền cái đầu nó chạy trời ơi trời, nó chạy ha, nó cắm đầu vào cái cục điện luôn vậy đó cô chú. Cái con này là nó mê tiền, mê tiền, mê chai, à, mê củ khoai à, nói chung là lắm tật nhiều tài, lắm tài nhiều tật đó cô chú, lắm tật nhiều tài à, lắm tài nhiều tật, cái gì con Quy nó cũng có chứ mà ha, là lắm tật à, chứ không có nhiều tài à, cô chú coi thử có đứa nào không có tài có gì đâu cô chú, đó toàn là lắm tật không à, nhiều tật rồi vậy đó chứ không có tài. Mà lên chiêu trò mỗi ngày đó cô chú thấy không, nội thấy nó diễn không mình mắc ghét cô chú phải không, nghèo để cho người ta thương đi đó, đâu có ai mà ghét người nghèo đâu, có bao giờ ai trên mạng này nói ghét người nghèo không, không à, người nghèo người ta còn thương nữa đó, mà phải lo làm ăn kìa, nghèo như tụi này nó nghèo phải rồi cô chú, cho dù tiền tỷ nó cũng hết à, nó cũng ăn giọng hết trơn à đó, bao nhiêu hả tiền nó ăn ăn mà cho đủ giọng, ngồi ăn ở không không hai đứa ngày 100.000 ngày đó. Trời ơi bày đặt ha, còn ghen tuông nó hôm qua nó cô chú đi lấy tiền lại Hoàng Trung lấy tiền á, cái gì á là à, có người nào gửi cho Hoàng Trung rồi gửi cho Hoàng Vĩnh đó cô chú thấy không á, cô chú thấy nó chiêu trò thấy ghê không cô chú, bó tay nó luôn à, chạy đòi tiền, nghe tiền một cái hay nó bất chấp, nó không biết nhục là gì luôn cô chú, có thật có nói thiệt. À, cái này á, là chỉ có những người à, đang ở chỗ địa phương đó nhúng tay vào gửi một cái lá đơn hoặc là khỏi cần gửi nó lại trình báo với khu phố khóm gì chỗ đó đó, nói là bây giờ nó là gây mất an ninh trật tự quá à, mỗi ngày không ngủ nghe gì được phải dẹp loạn cái này, thì người ta sẽ mời lên người ta kêu tụi nó ký biên bản giải tán, còn có lợi quay nữa thì là bị phạt, thì vậy thôi mới im thôi cô chú. Chứ không thôi cái chuyện này nó lùm xùm kéo dài trên cộng đồng mạng hoài nè, con bảo đảm của chú nè đó. Bây giờ tụi này thì nó là những người không có công ăn việc làm ổn định, nguyên cái nhóm YouTube đó gì đó cô chú, rồi mới có tập tành làm YouTube thôi đó, rồi nó quay bất chấp như vậy đó, nó đâu có biết gì đâu đó, chứ đâu có đi quay đi giúp đỡ ai này nọ đâu cô chú, mới làm YouTube không à đó.
đó, thì nó đâm vào câu chuyện này, thấy có ăn đó, có ăn thì nó quay tiếp tục, nó quay bất chấp. Trời ơi, thằng Dĩnh nó còn từng ha diễn cái vai người yêu của con Vi đó đó cô chú nhớ không, nhớ cái bữa đó mà hả, ngồi ngồi lại quay YouTube không đó, thằng ngồi kế bên gì đó nói giờ cô chú nghe thử đi đó, thì cô chú biết đó là thằng Dĩnh đó, giả bộ đóng vai người yêu lại thăm con Vi đó, con Vi nó còn mồi chài nữa, lúc đó chắc nó tưởng đâu là thiệt đó, rồi sau này là nhận làm anh nuôi gì đó. Đó, là bây giờ là kêu anh nuôi luôn đó, tức là hồi lúc đó là ban đầu là lợi lợi với bộ lợi đó, đang quay con Vi rồi lại thăm Vi, nói giờ cho anh lại thăm em rồi được không, Vi nó nói em có chồng rồi nhưng mà anh lại thăm anh em mà lại thăm có gì đâu đó, vậy đó cô chú, thì ra là có cái câu chuyện à, anh nuôi là vậy đó. Trời ơi trời, ông Dĩnh từ đầu tiên rồi hả, ổng cũng phái con này hay gì đó, hay là chỉ là những cái thước phim tụi đó diễn thôi, đưa đưa nhân vật vô thôi, biết rồi không có ai á, thì đưa trong cái nhóm tụi nó vô ha, làm người yêu người tình của con Vi luôn, thấy sợ không cô chú. Bây giờ cô chú nghĩ thử đi, nếu Mạnh Thường Quân thật sự là người có tiền và có tâm thì mình để cái tâm mình đặt cho nó đúng chỗ tí xíu à, giúp như những loại người như con Vi thằng Phi như vậy đó, có tâm hay không, phải không? Đó là mình có tiền à, mình có tâm mà mình không có tầm là không có tầm nhìn đó cô chú, giúp tầm bậy tầm bạ chúng nó chửi đó, còn mình có tầm là mình phải nhìn à, nhìn đó là cái trường hợp không đáng được để chúng ta giúp thì giúp những cái mảnh đời khác, những cái đứa mà nó siêng tí xíu, nó nghèo khổ thật sự, hoặc là người già bệnh tật ốm đau cùi đuôi sức mẻ này nọ vậy đó cô chú, phải không? Đó mình hãy giúp giúp những người đó để cho người ta có cái động lực à, người ta hãy vươn lên trong cuộc sống. Còn cái này à, cô chú cho nó đi, nó có tiền đi, rồi nó ngồi nó nói dốc cho cô chú nghe con Vi á, rồi nó chửi cho mà không cho kịp cái he, nó cũng chửi, hứa cho chưa cho nó cũng chửi. Nói cái chuyện đám cưới nè là cô chú thấy buồn cười, ở tới từng tuổi này mấy chục tuổi đầu rồi, ba mấy tuổi rồi, ở mấy thằng đàn ông rồi, còn mấy thằng đàn ông mà nó kể thôi đó, còn mấy thằng mà chưa kể nha à, nó giáp ở trên cái tỉnh Sóc Trăng nó chơi rồi à, mà giờ ha đang ở sắp cục với thằng Phi vậy, mà thằng Phi là thằng cướp vợ của thằng Thảo đó, rồi cái đầu cái đi làm đám cưới cho thằng Phi với con Vi. Trời ơi, vẫn có người nghe thương thằng Phi, con nói á, là nó hiền thì nó có hiền đó, nhưng mà ở ngoài kìa có những cái thước phim hổm bà Bảy nói kìa, nó cũng chửi cha mắng mẹ con Vi, nói chung cũng không hiền đâu. Có những cái đoạn phim á, lúc trước thằng Phi nó cũng chửi con Vi sấp mặt đó cô chú thấy không, nói chung á nồi nào úp dung đó đó, con Vi 10 thì thằng Phi cũng 8 thôi, không có thua đâu cô chú, con nói thiệt. Tại vì thằng Phi nó nhậu rượu rồi này nó làm biếng nói chuyện rồi nó vậy đó, chứ thử thử coi, trời ơi nó cũng đâu có hiền, đụng tới nó cũng bực bội, nó cũng này cũng nọ, chẳng qua lên trên mạng nó muốn giữ lại cái gì đó của con người nó không có lộ ra như tụi con Ngọc, thằng Tư Gạo, con Quy đồ, còn mấy đứa kia là nó gớt da trơn rồi, gớt mặt nạ hết trơn rồi, bây giờ diễn vai hiền cũng đâu ai tin được. Như con Vi á, mà từ lúc mà tụi con lật cái mặt nạ nó ra cô chú thấy không, giờ đâu còn diễn cái vai hiền nữa đâu à, mà nó diễn cái vai tự nhiên rồi đó, gian dựng bây giờ là hết ai tin rồi, cho dù các kênh YouTube có nắng nó có sửa cỡ nào đi nữa, con Quy nó cũng lộ nguyên hình rồi. Cô chú coi đó, hai vợ chồng mà lớn rồi chứ đâu phải còn nhỏ như trẻ em gì đâu, không thể nào lao động được đâu cô chú, nó còn đủ hai tay hai chân đó, thì lo đi kiếm ăn đi, tối ngày ngồi quán cà phê ngồi chờ sung rụng không à. Trong khi đó ở ngoài xã hội này còn rất là nhiều người cô chú, những cái hoàn cảnh thật sự bất hạnh đó. Mà hai vợ chồng thằng này nè ha, là nó cướp đi biết bao nhiêu cơ hội của những người nghèo người bệnh tật rồi cô chú đó. Con thấy ha, hai vợ chồng mù đuôi à, rồi què quặt này nọ, người ta cũng nương tựa nhau, người ta vẫn đi kiếm sống mỗi ngày đó, còn có cặp vợ chồng này nó sướng như cha người ta nha cô chú, tối ngày nó ngồi vậy không đó. Nó ngồi vậy không mà vậy mới ghê chứ, vậy mà có Mạnh Thường Quân vẫn cho nó, bây giờ vẫn hứa hẹn đó đó, giờ nó lên nó thông báo rồi đó, nó có hai gạch chắc ăn là có bầu đó, là Mạnh Thường Quân nó phải gửi tiền về cho nó đó đó. Bây giờ Mạnh Thường Quân nào hứa đó thì giờ gửi tiền về mau cho con Vi nó sắm sửa đồ đạc đi, nó lo xa lắm, nó chuẩn bị đồ đi đẻ đi đó, nó mới có bầu hơn tuần lễ đó cô chú à, bây giờ mới có hút con tuần lễ nó thử que nó có hai gạch rồi đó, thấy ghê không cô chú. Trời ơi, nói dốc nói láo cô chú ơi, không thể nào, con nói thật đó, thì kệ đi à, cô chú cứ tin đi.
nó lươn lẹo từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, cô chú thấy không? Đó, cũng như là vụ mà 300 đô đó, cô chú thấy không? Thích cười không? 300 đô là dốc láo rõ ràng. Nếu mà có 300 đô mà hôm nay đặt cọc 2 triệu, nó không có tiền nó đặt cọc à, nó thật. Bắt diễn, có những lúc có cái ra thằng thằng Phi với cô chú nó quên bài à, giờ là hỏi cái vụ hay cái vụ 300 đô, cái đầu hay thằng Phi nó liếc 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 gì đó nha à, là để là nó nhớ lại cái sự việc coi như thế nào, nói chung là quên à, nhầm khi mà nhậu rượu quá biết là khùng. Con Quy với thằng Phi này đúng là 49 gặp 50 đó cô chú, nói thiệt. Hai đứa này là 49 gặp 50, trời sinh một cặp, và trên cả thế giới này chỉ có một cặp duy nhất à, một vợ hai chồng à. Cô chú coi đi, những cặp một vợ hai chồng khác, một vợ ba chồng gì đó, người ta cũng lo làm ăn đối với tụi này, cả ba làm biếng nhất thay, trời ơi, còn sáp lại. Con nói thật sự cô chú luôn ha, trong cái công việc này, trong cái câu câu cái sự việc này nè, câu chuyện con Vi đó, mình không ghét cái gì à, nói chung là diễn xàm 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 xí đú vậy, thà nói ở đóng phim đi, còn này không có đưa nhân vật lên gội đầu họ chiêu trò hết, chiêu trò này chiêu trò nọ rồi gạt gẫm mạnh thường quân à, chứ không phải mình ghét gì vậy, như mình có mình xem có thôi, và mình cảm thấy chướng tai gai mắt thì mình lên mình nói gì vậy thôi, cái quan điểm của mình vậy thôi phải không đó, thì cho mạnh thường quân người ta né tránh gì thôi hả, chứ mình đâu có gì đâu mà ghét bỏ, đâu có thù hằn gì đó đâu, nhưng mà thấy cô chú thấy rõ ràng tào lao không à, như nó gì người ta bắt cỡ không chết ai đâu, xuất hiện lên trên cộng đồng mạng không cô chú, còn nó ngược lại nó tự hào, nó cứ nghĩ là nó sao đi tới đâu các kênh YouTube hay đùng đùng săn đón đó cô chú, trời ơi có những lúc hay con thấy các kênh YouTube chạy lại chừng mười mấy kênh bu 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 nó quay, con thấy cũng thức cười à, cười chết, sáng say chiều xỉn có gì hay ho đâu đưa lên trên cộng đồng mạng. Như con Vi đó lên trên cộng đồng mạng nó nói cái gì, nó lan tỏa được cái gì à, ngoài ha, cái chuyện nói với thằng Phi ngày nào cũng ngồi quán xá cà phê rồi đi lụm bọc cho có bán ngày có 5-10 ngàn à, thì đó là người ta gọi là diễn chứ gì nữa cô chú phải không, không ai mà đi làm ăn mà kiếm đường mà sinh sống mà một ngày à, đi lụm có 5-10 ngàn rồi ngồi quán xá cà phê tới chiều tán dóc cho các kênh YouTube quay à, bây giờ là YouTube rồi ha, không bao giờ dám đính chính cái câu chuyện mà à, mướn nó 1 ngàn 100 ngàn để cho nó diễn cô chú, thì con Vi cô chú biết rồi à, cho diễn bất chấp ngày có 100 ngàn vậy đó à, đâu cần phải đi lượm bọc. Thằng Phi á, là nó hiền à, nhưng mà có một cái là ghiền rượu của cô chú à, nó hiền hơn con Vi thấy gì nó hung dữ lắm đó à, nó hiền hơn thôi à, nhưng mà có cái nó nghiện rượu quá nó mất lý trí chứ, rồi thành ra nó ngu đần luôn, con kia muốn chửi cha mắng mẹ gì muốn đuổi ra khỏi nhà gì này nọ gì đó thì nó cũng nín thinh nó có quan tâm à, và nó biết cái con này không thể nào bỏ nó được cho nên nó cũng làm tới nó làm biếng đó cô chú, chứ mà nếu hay mà nó sợ cái con Vi này bỏ nó thì nó sẽ cố gắng nó đi làm, nó đi phụ làm kiếm tiền với con Vi, còn này nó đâu có sợ đâu, mày bỏ tao tao không khỏe là tao đâu có sợ mày bỏ đâu, tại vì con này mê quá cho nó biết con này không bỏ nó được cho nên làm nư, thành ra làm biếng luôn. Dạ thôi cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.